Bây giờ mình đang chuẩn bị hốt ong nồi dẻ. Ban đêm mà mọi người, nên mình quay cũng không được rõ lắm, vì sử dụng đèn led của máy. Đây cái khâu kéo điện, cái khâu kéo điện ra. Đây anh gì đang chuẩn bị dầu ấy nè. Đây là ông gì là chuyên nghiệp nè, À, chuyên nghiệp gì hốt đồ chuyên dẻ. nghiệp đó. Anh thứ máy tên gì ạ? Anh gì Nói đi anh, anh nói đi, vô nói đi. mình giấu hẹn Đây anh là anh vô Rô, anh Rô à, đang vậy là hốt ông đang dẻ chuẩn đó. bị. Đây là khâu chuẩn bị nha mọi người. Bây giờ mấy người anh thú còn chết. Đây anh Rô ha, anh Rô của Tân Thành Bình mình ha. Rồi. Đây khâu chuẩn bị này nè, gọi là gì anh? Xong Xông đèn hả? À, cái khâu này gọi là xông đèn nha mọi người. Cái này là chuẩn bị gọi là xông đèn. Cái đâu sao này là đèn, chuẩn bị đèn điện luôn, đèn điện luôn để xông xông ong. Đó. Rồi một hồi nữa mình quay clip mà mình để đèn điện về, ông có xuống mình không? Đèn nó xuống rồi nha. Xuống hả? Lấy này xuống hả? Cái này phải cái góc cỡ tắt sao hả? Sao? Sao nhiễn 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 nhiễn. Sao nó sao bà sao bà đó. Sao nhiễn nhiễn á. Mới vô. Có gì chứng kiến giùm mà tôi là tìm mà. Anh đang là chuyên gia phát âm. Đâu có ông kia kìa, ông kia kìa là ông đó. Ông kia kìa. Ông đi. Ông áo đỏ, ông áo đỏ. Ờ đúng rồi. Cái ông này là chuyên gia nhậu. Còn cái này là cái đèn. Chế từ cái canh dầu thì nó hấp lên để cho ong nó vô. À. Bé Hồng ơi. Tháo lưỡi ra. Còn đây là có cái nhãn nào lấy nhãn đây kêu cô Liêu hồi vậy. Đây là cái hệ thống xông xông đèn cho ong á, ong nó lọt 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 vô đây nó chết. À. Đây là bộ ổ ong. Một xíu nữa là mình sẽ xử ổ ong này. Nhưng mà không biết là mình để lét ban đêm giờ không biết nó có xài xuống mình hay không. Nhưng mọi người nên là chắc mình phải tắt đèn quá. Quay chắc mọi người không thấy được gì nên có gì thông cảm nghe. Đây là ông vừa nhẹ. Ông vừa nhẹ nó cắn á, là đi về miền Chợ Rẫy. Đó. Miền Chợ Rẫy cách đây mấy trăm cây số. Đó, đó ông. Ủa mà sao ông vừa nhẹ nó ở dưới đất hay sao ở trên cây anh? Rừng cây chứ, nó rừng cây chứ. Không thấy ổng luôn. Tối lắm. Bây giờ trên kia là trăng sáng. Đó, trăng sáng. Bây giờ nó đang ngủ. Tôi quay xong rồi tôi bỏ tôi chạy. Thấy đủ sáng không? À. Đủ, ok. Ở gần đây có cái đìa mà tôi nhảy xuống nghe. Rồi nhảy xuống lặn dưới luôn hay gì? Tôi lặn luôn, hồi nào nó đi ngủ rồi tôi lên. Rồi, ok. Được. Nói chung là đang làm công việc mà mình không dám mở đèn lên mọi người ơi. Mình chỉ đứng quay từ xa thôi chứ mình không dám lại gần. Đó, là chuẩn bị đưa lên. Đèn không mở luôn. Đây mọi người ơi, đang xông điện, xông đèn để cho ong nó bay vô. Mình đang đứng một vị trí rất là xa, mình zoom lại thôi. Rồi, hình ảnh không được tốt, mọi người thông cảm nghe. Ong còn ra rất là nhiều, bài luôn tung beng ra. Cái này là xông đèn để bắt ổ ong vừa dễ nha mọi người. Đi.
ông nội tôi cũng không dám nữa. Nó tới liền nó chở đó. Nó đang xong đèn để cho ông này vẽ vô. Bên dưới cái đèn đó là rượu nha mọi người. Một cái bồn rượu bên dưới á. Mình đang zoom hết mức rồi, không thể zoom nữa. Đang zoom 4 chấm rồi. Trên điện thoại A7 2018. Đang xong đèn, có người dán mọi người. Giờ nó không chịu ra nên là phải lại rung cây. Rung cây cho nó ra nha mọi người. Không, mình lấy cái bình, mình lấy mình đâm cái ổ đó mình lau xuống cho mẹ ra. Ừ, rảnh quá anh. Cái mền trùm ổ kéo xuống ha, rảnh quá. Lại ôm gốc cây mai mà nó rung để ổ ong rớt mọi người ơi. Mà ổ ong còn nguyên đó, không rớt, bóng đèn họ rớt trước. Đúng rồi, bóng đèn rớt mà ổ ong rớt nè. Làm quá, rung quá nên bây giờ cái đèn rớt luôn mọi người ơi. Còn có một hai con gì. Đó. 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 Xe máy mình cũng nãy cũng thấy bà luôn có hết rồi. Hết rồi. Ủa nó nhúc nhích bên kia kìa. Giật cái ổ vô làm đi. Đây là em nó rất là một bồn rượu nha mọi người. Rất là nhiều. Đầy giấy luôn. Rồi. Rồi, xong, rớt. Đây là ông con nha mọi người. Ông con rồi ông này kia luôn tung beng hết rồi. Đầy đủ hết rồi. Quá trơn, quá xá. Này mà nói chích một phát thì thâu đi chứ trời. Ý, ghê quá. Đây, quá là ghê. Đây là phiên bản đủ nha. Phiên đủ của ông người vẽ. Nó bay đầy ra mọi người ơi. Rất là nguy hiểm. Mình mạo hiểm mình cầm đèn mà tới sát bên ông thôi. Chứ còn mọi người đã chạy tản loạn hết rồi. Nhộng nè. Đây thấy không? Thấy nhộng không?
Đó, nhộng ông đầy trên đó đó. Dừng đáp nha. Ôi nó còn sống nó nhồi nhóc kìa. Đây là bản đủ nha mọi người. Bản đủ của hốt con rùa giá ban đêm. À, Tùng đang gấp những con ong còn sống đưa vào chai. Đây con nè Tùng. Nè. Nè. Đẩy lên nè Tùng ơi. Tùng ơi. Nè Tùng ơi, Tùng ơi. Chứ quỷ nó quất. Nó chạy tôi nè Tùng ơi. Tùng ơi. Kêu á, đừng đập đụng chứ liền. Bây giờ chết chết mọi người ơi. Nè. Đẩy lên nè Tùng ơi. Nè. Hình như trên lâu tay tôi một con tàu ấy. Ao. Rồi, con. Đâu mà vậy? Đừng có đập. Đây nè, đây nè, đây nè. Nè nè nè. Tung. Từ từ. Rồi nó bay, để nó bay đi. Nè 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 nè, tung. Nè nè. Chưa có đèn nữa. Nó. Ba chết tôi đạp mình lại. Rồi ai sẽ đèn đi bắt. Nè tung. Nè, nghe chứ giữ con nè. Tùng. Nè. Nè, cái trứng nè. Nè nè. Đang chưa gấp xong nè. Đang đạp lại nè. Đạp lại con nó đạp lại để đi. Để nó quýt chết luôn á. Nè. Gấp vô, gấp vô, gấp vô. Nó không chịu vô. Không chịu vô. Ông hổng ra. Mày ông không quýt chết, mũi cắn chết nè. Đâu. Nè, nghe mũi chân nè. Nè đó. Rồi lấy ra. Ông niệm con nó lớn. Gấp được không? Thay đường gấp không anh? Nè. Đâu đâu. Nè. Đáp lại. Đồ quá có sẵn. Bữa đằng tỏn đủ má chua giống quần quýnh. Nó quay này hay căng ha. Quay này khó lắm nha mọi người, chứ không phải đơn giản nha. Vừa quay vừa bảo vệ mình nữa. Thấy chưa? Trời ơi. Xịn quá bạn ơi. Nhiều khi gấp nó hơi đặt ruột chút xíu. Rồi á, vậy cũng không vô nữa không? Đó. Đặt ruột. Trời đặt ruột lum hết trơn. Tại cái miệng chai nhỏ quá bạn ơi. Trầu lên kìa. Xuống quỷ ơi. Rồi, còn cả nồi bên đây nè. Nè. Ồ, ôi, ôi. Lụm, lấy tay lụm, bỏ vô. Nè. Ông mới lớn hả? Rồi mới lớn, mới còn tơ, mới ngon nữa chứ. Mà lớn bự quá, nó lỏng le à. Đây nè, đó. Trời ơi, cả nồi luôn mọi người ơi. Am đậu. Hả? Nè. Đậu con này được không? Đúng. Nè. Nó chết rồi. Bỏ con sống, bắt sống đi. Cả nồi luôn. Lấy đây là phiên bản đủ nha mọi người. Phiên bản đủ của hốt con rùa giả. Và giật của ông rùa giả rớt xuống rồi. Bây giờ là mình đang lụm một số ong còn sót lại để cho vào chai. Ở đây anh áo đỏ này là anh hốt chính trong hôm nay. Anh lụm những từng con nhộng. Anh bỏ vào rổ. Căng quá. Cái vụ này là mình không dám làm rồi. Mọi người làm thôi chứ mình chỉ đứng nhìn và quay clip thì mọi người cùng xem thôi. Phiên bản đủ nha mọi người. Ấy dạ. Clip còn đó, người còn đây mà. Đó, nhộng đầy cho mọi người ơi. Quá nhộng nhiều lắm nhưng mà mình chủ yếu là thấy không? Mọi người thấy không? Quá là nhộng nè. Đây. Nhộng rất là nhiều nhưng mà chủ yếu là mình lấy những con bướm các bạn. Lụm không kịp. Đây, quá là nhộng nè. Ôi ôi đầy ôi. Này một nồi cháo ngọt sớt. Một nồi cháo ngọt sớt luôn mọi người ơi. Chứng man luôn. Không. Cho mấy con bự. Phiên bản đủ nha, phiên bản đủ nha, hốt con rùa giá. Phiên bản đủ luôn. Bữa nay là mấy em mình chơi là cũng có nhậu rồi, mình chơi là hết mình luôn. Liều để chơi cho mấy bạn xem cái lấy mình hốt như thế nào. Đó. Như bạn thì hốt mình né, nhiều khi á mình nay mình chơi phiên bản đủ luôn. Tại vì anh em chiều giờ cũng có nhậu rồi. Ba chiều giờ cũng làm thân xương chút xíu rồi, anh em mình làm thẳng luôn. Không? Chơi xong phẳng luôn. À, mình liều bắt bá thì ăn nhiều. Quýnh quýnh nhà với tìm ơi, anh em mình làm mới quýnh chịu mình chuyện mấy bạn thương tình thì ghé thăm. Nói nhà tội nghiệp kia không? Có anh em này vô trị bệnh nè. À.
vỏ nè. Này nè. Đó mình bắt vô ăn đúng không? Ăn không? Cái này. Chết này nó còn hả? Hết chưa? Còn nè nè bên vô. Hết chưa? Nè. Nó bên chết rồi. Chết đâu chết. Đây con nè. Con này bưng thành quả vô không? Bưng vô. Nè, đây đây đây, con này. Nè, đây, đây. Đây, đó. Em nó ngon quá, nó bắt tay luôn. Giết mày là đủ. Đồ kinh. Tao không hứa nha. Tao không hứa. Ê, ê, không được, được, con em khác bay lên. Chức này tức đi. Đạp xuống. Đạp xuống. Đây. Đây nè, đây nè, 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 nè. Còn em đây nè. Nè. Nè, đây nè, đây nè, còn em đây nè. Đó, đó, còn em đó. Ờ, đó, đó thấy chưa? Nè. Đó. Con đâu? Chưa. Cũng mà bóc tay quay đít dứt mày liền. Năm năm cánh trói cánh tối trói cánh. Còn chưa kìa, chưa kìa, chưa kìa, chưa kìa. Quá mà sợ. Trời ơi. Má ơi kìa quá má ơi. Cho con gì với mẹ. Mẹ đi. Này hả? Đó, còn chưa? Nào nữa. Đây gái. Giờ lấy chân đạp luôn rồi. Sợ quá lấy chân đạp luôn rồi. Hết rồi bà. Hết rồi. Rồi mình vô giải quyết vụ con. Đây thì bác được bao nhiêu còn sống đây vô đây với xong rượu á là vô này một đống luôn này mọi người rượu lâm rồi con này mà nó cái gì con này cắn đi bên gì vậy Tự Vũ Tự Vũ làm gì đó đẻ mà cắn cái bụng là sưng cái bụng lên như là bà bầu luôn anh nói lại con ao này cắn đi bên gì vậy Tự Vũ Trang này đúng không hả? Cái bệnh mày đó. Bệnh gì? Ngam có mấy con hả? Đâu nhiều đâu lấy mày đi ngam. Cái anh áo đỏ, đứng giữa cho mọi người. Là cái anh này là người đứng hốt nè. Hai áo đỏ luôn, hai chị gia, chị gia. Quá là ghen luôn. Mày đó đây sao lấy rồi. Còn cái bên đang cầm cái máy quay phim đó là Tùng. Nó mà hốt gì? Nó mà hốt gì? Hốt nãy giờ là ông quýnh rồi. Quá là béo rồi. Đàn ông quá bự. Còn ổ lớn hơn nữa hả các bạn? Còn ổ lớn hơn nữa hả? Bằng cái non lá hả? Non lá hả? Ừ. Mấy tự nhiên hả? Dạ. Đúng rồi hả? Ông này là ông sống, rất là độc. Ông sống các bạn, nó đang ngô nghe nè. Rất là độc. Chứ bây giờ nó còn chết được không? Nhâm rượu đi. Cái này là công đoạn gì anh? Kêu dùm tôi hai lối nước luôn anh, khánh hội luôn đi. Này công đoạn gì? Mình gấp ông vô đây ngâm rượu phải không? Nè, ngâm rượu ông vô dẻ mọi người. Tây Nguyên thì có rượu khác, còn dưới đồng bằng thì có rượu khác, rượu ông vô dẻ. Mình để cái chai rượu gì? Chai vát hả? Chai vát, nhưng mà ở trong là toàn ông vô dẻ không à. Cái chai khó giết thấy mẹ. Thì bỏ cái chai này của tao đủ rồi, cái chai này đủ rồi. Ngâm sao sao không rồi. Ngâm hết. Hả gì? Cái chai đó ngâm sao đủ rồi hết? Đủ. Sáng giờ đây nè. Có mấy con à? Nhiều lắm. Mấy con hả? Trong cái chai con nhiều lắm má ơi. Mấy con. Ăn luôn. Con chở quá. Con này bỏ vào thùng. Cho thùng sàn cho nhà anh Tùng ấy. Đây ông chỉ làm chưa xong mà Tùng mới gọi bia rồi. Đây là đang lấy nhộng ong nha mọi người. Lấy nhộng ong. Ong gì dẻ. Cái sản phẩm của anh em từ chiều tới giờ. Chiều tối tới giờ. Ong rất lớn. Tàn ong. Đó mọi người thấy nè. Thấy chưa. Đó. Trong mỗi một cái nhỏ nhỏ vậy nè, mỗi cái ảnh rứt vậy á là có một cái đang ngo ngoe luôn nè. À, đó đó đang ngo ngoe luôn á. Mỗi một cái nhỏ vậy là có một cái nhộng ong đó, mọi người thấy không? Đó bên này sống nó bò. Bên này đã tách ra rồi. Đó. Đó anh tách ra vậy cái vũ là nó rớt xuống. Cũng là cả một kỹ thuật. Có uống. Hết
không biết nè. Mày đặt lấy đây là tàn ong cho mọi người. Đó. Ở trong cái chỗ mình rứt ra rồi mấy xuống mình vũ. Rứt ra để cho nó xuất ra cái sau đó mình vũ để nó rớt ra. Đó, anh rứt xong cái sau đó anh vũ. Anh vũ là nó rớt ra. Lọt cái vũ ra, đừng vũ nó ra. Thì phải lọt cái này mới vũ nữa. Ngắt cái này nè, ngắt cái mài đâu mà. Ủa, mới đi cái đọt đi. Cái ổ ong này là đóng trên cây mai. À, cái chỗ tàn nó đóng á, là cái nhánh rất là mỏng manh. À, mọi người á, mọi người sợ, sợ á, sợ nó rụng. Nó rụng nó đánh. Vừa mà nó đập lên cái này là nó thú ra một cái thì chết liền. Nó chạy dữ lắm bự. Chạy ổng mà chạy. Con nó mà chạy khỏe lắm. Đúng rồi, khí thể mà. Chạy khỏe. Con này nó cũng chạy khỏe nữa nè. Bỏ vô. Con này hết chết rồi. Con nó bỏ vô mình rủi này nó xấu cho ăn. Rất là đặc sản nha mọi người. Nồi cháo này nếu mà kiếm từ Nam chí Bắc chắc được vài nồi thôi. À, cháo ông nồi dẻ. Ong vừa dẻ. Thường thường thì người ta nấu bằng ga bằng này kia, nhưng mà đây nấu bằng củi, chín củi đâu ngoài. À, ong vừa dẻ, nấm rơm. À, ong vừa dẻ với nấm rơm. Theo đánh giá mình thì ong vừa dẻ này sao Tùng? À, số 1 anh ơi. Dạ. Thả tim. Thả tim. À, mọi người nhớ đăng ký cho Thanh Tùng nha, kênh của Thanh Tùng. Đây là công tác nêm nếm. Mình cho những gì vô? Này là mình chỉ xài ai xì ngon thôi các bạn. Ai xì ngon thôi. Ai xì ngon. Mình tại vì không có xài bột ngọt. Bột ngọt cái thì đó, nó hay bị dị ứng. Ai xì ngon thôi. Hay bị dị ứng. Bột ngọt mình không có xài. Ừ. Là một gia vị không thể thiếu nữa là mình sẽ có một tí tiêu cho nó thơm. À. Xài tiêu. Rồi, bỏ thẳng vào nồi cháo. Chắc là bỏ thêm một tí tiêu. Rồi, xong sau đó mình nhắc xuống luôn thêm. Sau đó mình nhắc xuống luôn. Đúng. Bỏ rồi. Tiêu vô là nhắc xuống luôn rồi đó. Quậy cho nó thơm và lại nước cái là mình sẽ đẩy xuống luôn. Rồi, rất là ngon nha mọi người. Cái này ra đây hả? Dạ, thêm mình thấy nè. À, đây thêm một tí hành cháy. Cho nó thơm nước. Rồi đó, cái dĩa này đừng có gỏi hay gì vậy? Rượu ong vừa dẻ đâu nha mọi người. Chiếc rượu ong vừa dẻ đâu luôn. Đó. Rượu ong dẻ mà chiếc vô che phát. Đó. Điều nghệ không? Rất là chuyên nghiệp. Rồi đi, thầy ơi. Đức. Đó, đây mà ngon em rồi. Đó. Thấy chưa? Đầy chai luôn. Đó, đây là ngâm nha, đây là ngâm nha, còn uống là đủ khác cho mọi người. Đây đã thành phẩm xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ nhập tiệc. Một xíu nữa sẽ có một cái đoạn nhập tiệc. Cảm nhận của mọi người như thế nào. Đây, đó, bên kia vẫn còn đây chiếc rượu. Đây, cái khâu dọn bàn lên nè. Đó. Đây là mấy lạng rồi đó. Bây là chương trình nhập tiệc của ong vừa dẻ nha mọi người. Sản phẩm của mình đã từ hồi chiều tới giờ. Sao chiều đi không đủ được không? Không bệnh xuống gì bệnh hả? Mới trưa về xuống. À, áo xanh trong màn ảnh của bạn các bạn là anh Vũ đến từ Đà Nẵng. Chào anh Vũ, chào. Rồi, anh áo đỏ cái bên đây là chủ nhân của người hốt ong vừa dẻ. Chào. Chào anh. Chào. Anh ơi chào cái nè. Chào cái. Chào cái nè. Ơi, đó. Bên chỗ camera đang sáng sáng, bên kia là chỗ kênh của Thanh Tùng ấy mọi người. Có gì ủng hộ kênh Thanh Tùng. Cho anh Thanh Tùng một subscribe và theo dõi nha. Có một vinh hạnh là được mời được anh Lê Quốc Sự nhà mình chơi chân giả một bữa. Quê hương Đà Nẵng. Anh rất là đẹp trai, có hàm râu rất là dễ thương. Đây là anh Vũ trong hội mỹ thuật. Anh Vũ trong hội mỹ thuật Việt Nam nha. Anh Vũ vẽ rất là đẹp. Dạ. Yeah. Yeah. Anh Vũ bay cả ngàn km vào đây đó. Hôm nay em mới
cái thằng là anh đến đây với em hôm bữa giờ hai hôm bây giờ mà em chọn cháu đi thì mình vậy không ạ cái gì bây giờ mình tính. À, hôm nay mình đến nhà Thanh Tùng, mình dùng cái món đặc sản nha mọi người. Đây là món cháo ong giò dẻ, rất là ngon. Cái cảm nhận ăn giò dẻ như thế nào anh Vũ? Nó rất là ngon. Nó có cái mùi của nhộm, rồi có nhiều nấm nữa. Cảm giác nó rất là ngọt, béo, chắc là nó rất là bổ. Nhưng mà anh Vũ thì ăn ngày này thôi, không dám ăn nhiều. Đủ cái này hay gì ạ? Sợ mà nó vừa thừa chất đậm luôn. Không, cái này chỉ sợ bị này chỉ sợ anh bị phong hay không thôi. Còn nếu không bị phong là không sao, nó không thừa đậm. Thôi đại ông, lấy tàn nha. Chỉ sợ là bị phong thôi, còn nếu mà không bị phong á là không sao hết. Trong cái vỏ nó này là ý của mọi người á, nếu mà mình ăn ăn đồ dẻ này á, nếu mà bị phong á thì mình lấy cái tàn đó mình đốt nha mọi người. Đốt đó. Mình đốt là mình xong thì mình sẽ trị được cái phong của đồ dẻ mọi người.